Dolphins là rất lớn. Tình huống lên rổ của CJ Jackson, tình lên rổ đầu tiên có điểm dành cho đội bóng chủ nhà trong Dolphins. Nếu như Edgar Houghton đột phá và có sự hỗ trợ của ném 3 điểm của Huỳnh Vĩnh Quang, 5 điểm liên tiếp. Thầm pha chuyền rất hay của Dominic Thầm dành cho CJ Jackson. Đại năng Dragon có vẻ như chưa thực sự vào nhịp khi Strider là một cầu thủ có tốc độ và có kinh nghiệm. Cú ném 3 điểm của Nguyễn Thành Đạt, cú ném 3 điểm thành công, 10 điểm liên tiếp cho nhà trang Dolphins. Dominic Thầm rất khỏe nhưng tình huống tấn công chưa thành công của Dominic Thầm. Tình huống tấn công thứ hai đã có điểm dành cho Dominic Thầm. Cường đã có một tình huống thủ tốt nhưng vẫn còn bóng cho nhà trang Dolphins. Cú ném 3 điểm thành công thứ hai của Nguyễn Thành Đạt. Gần 4 phút trôi qua rồi, Evan Strider rất khéo vượt qua được 3 cầu thủ của Đà Nẵng Dragons và khoảng cách lên tới là 17 điểm. Muốn chuyền bóng cho Edgar Houghton, một tình huống cắt vào và trọng tài công nhận điểm, và cũng như là tình huống phạm lỗi của Huỳnh Vĩnh Quang. Ném phạt của Triệu Hán Minh cũng đã trượt. Evan Strider tiếp tục là một tình huống vượt qua và dừng người của Đà Nẵng Dragons. Rõ ràng khả năng phòng ngự của Dominic Thầm là rất tốt, nhưng đây là tình huống Dominic Thầm nhặt được bóng lập bập, chúng truyền vào Dominic Thầm quá to còn. Chúng truyền tốt của Huỳnh Vĩnh Quang dành cho Dominic Thầm. Khánh Trường là nickname của Tô Ngọc Khánh, thưa quý vị và các bạn. Và đây là tình huống lên rổ thành công dành cho Edward Houghton. Tiền lên rổ của Triệu Hán Minh, có thể thấy được sự khó khăn như thế nào. Một tình huống tiếp bóng thành công ở hiệp thi đấu đầu tiên. Và Đà Nẵng Dragons chỉ có 15% tỷ lệ ghi điểm trong ngày thi đấu. Tình huống tấn công khó của Nguyễn Thành Đạt, nhưng Avery Strider đã thu hồi được trái bóng và cũng như có một đường truyền tốt, nhưng Dominic Thầm đã lên rổ trượt. Do vậy thì vẫn còn có điểm dành cho Dominic Thầm, thể có điểm cho Đà Nẵng Dragons. Và đây là tình huống phản công nhanh trước mặt của Dominic Thầm, không còn ai nữa, và đó là tình huống công nhận điểm cho Dominic Thầm. Bạn tình huống cắt bóng Huỳnh Vĩnh Quang, CJ Jackson, tình huống chuyền tốt của CJ Jackson và pha lên rổ, và thậm chí tiếp tục của Cole Anwan. Cũng ném tầm trung của Nguyễn Thành Đạt và có điểm thành công cho Nguyễn Thành Đạt. Tình huống chạy vào CJ Jackson, nhưng rõ ràng là các cầu thủ Đà Nẵng Dragons họ cần phải đuổi điểm vô cùng khó khăn. Tự tin Nguyễn Thành Đạt, tình huống chuyền phản công nhanh, không ai theo kèm Triệu Hán Minh cả. Và đây là tình huống điểm thành công cho Đà Nẵng Dragons. Tình huống chuyền ra Sơn Minh Tâm, luân chuyển bóng tốt, Ngọc Khánh có thể lên rổ. Đó là phải chăng tình huống block của Edgar Houghton. Chúng ta nhìn thấy được hình ảnh của Đức Kiên đã quay trở lại sân. Hùng Minh, tình huống floater, có điểm thành công dành cho Đà Nẵng Dragons. Tạm nghỉ sau 8 phút trước khi đến với hiệp thi đấu thứ 3, trận đấu giữa Nha Trang Dolphins và Đà Nẵng Dragons. Có 3 điểm ở trên vạch ném phạt. Tình huống thả rổ của Phạm Đức Kiên, tình huống lên rổ thành công của Phạm Đức Kiên. Và các cầu thủ Nha Trang Dolphins đã dẫn được bóng lên, của ném 3 điểm của CJ Jackson, một tình huống ném 3 điểm thành công. Ở ngay dự bị đã đứng lên để có một chút hân mừng, nhưng đây là cách chơi hiệu quả hơn dành cho Dominic Thầm. Thế là khó, bóng trong tay của Michael Soy, tình huống có thể lên rổ. Và đó là tình huống có điểm đầu tiên trong đợt tấn công của Michael Soy. Một tình huống thủ tốt của Dominic Ren. Phạm Đức Kiên đã không nhận được trái bóng của Dominic Ren, và Dominic Ren đã tự đánh ISO, không đi vào rổ. Và tình huống chuyền cho CJ Jackson, góc lên rổ là hẹp, nhưng CJ Jackson vẫn chui qua được cái cửa hẹp đó và có điểm. Điểm cũng như là tình huống screen tốt của Dominic Thầm. Tiếp tục là pha rebound của Dominic Thầm. Pha rebound trong trận đấu này rồi. Hùng Minh, có end one cho Hùng Minh. 3 phút 57 giây là khoảng thời gian còn lại. Đã có những tình huống ném của Đà Nẵng Dragons, và đây là tình huống lên rổ thành công Khánh, nhưng đó là tình huống ném yếu. Bóng vẫn còn trong tay của Thành Đạt, tình huống lên rổ của Thành Đạt. Và lại là địa chỉ quen thuộc Dominic Thầm, thưa quý vị và các bạn. Ba cầu thủ mạnh mẽ nhất của ông đó là Dominic Thầm, CJ Jackson và Avery Strider. Tiếp tục là cái bóng của Dominic Thầm vượt qua dưng người của Đà Nẵng Dragons, và vừa rồi tình huống ném 3 điểm thành công của CJ Jackson. CJ Jackson cũng ném rất nhanh, và lại là tình huống có điểm thành công để cho CJ Jackson. Sẽ có nhiều thêm
khả năng để có thể có điểm. Và đây là tình huống có điểm đầu tiên của Caleb Việt Mỹ bởi Chase Jackson. Nhà trang đội viên vẫn có đợt tấn công nữa, tình huống chuyền tốt, và thậm chí đó rất giống là một tình huống đan rổ của Caleb Việt Mỹ. Cú ném 3 điểm của Dominic Grant, và đó là tình huống ném 3 điểm thành công của Dominic Grant. Quốc Hưng, Avery Sharder đã cố gắng tạo ra cơ hội cho người đồng đội của mình là đủ lớn, và vừa rồi là có điểm thành công sau tình huống rim runner. Avery Sharder tình huống chuyền ra, Quang Sáng đột phá, tình huống thả rổ của Quang Sáng và có điểm thành công dành cho Quang Sáng. Và bóng trả ngược về cho Đan Dragons, không còn ai ở trước mặt Michael Soi nữa, và anh sẽ có điểm thành công. Điểm và 6 kiến tạo, tiếng lên rổ của Quang Sáng và có điểm thành công cho Quang Sáng, điểm số thứ 4 của cầu thủ này. Và được hiệu quả, cái khoảng cách xa như thế này thì các cầu thủ nội bình của cả hai đội có hiệu đào. Do vậy thì Michael Soi vẫn đã quay trở lại được sân. Cú móc rổ của Đức Kiên, 37 giây, Mai Phương Thịnh, cú ném khá khó của Mai Phương Thịnh, dẫu vậy thì anh vẫn có điểm thành công. Việt Mỹ tình huống chuyền ra, Quang Bình muốn có tình huống ném 3 điểm, và tình huống ném 3 điểm thành công của Quang Bình.